Chào bác nhá, hôm nay cửa hàng Bác Trang lên clip giới thiệu bác một siêu phẩm máy cưa, một con Hitachi hàng Nhật bãi nhá. Con này thì hàng về là chưa đổ xăng cho bác nhá. Hôm nay lên quay riêng cho bác con này cực kỳ vip này. Đó, một con máy Hitachi, thương hiệu này quá nổi tiếng rồi. Đây là một con công suất lớn nhá. Con này công suất nó lên tới là 51cc luôn. Máy lớn các bác này. Đó, máy thì bao các bác là hoàn toàn chưa đổ xăng nhá. Đấy thì đây nó có tích hợp van xả áp nhá. Bô bọng của nó này zin hết nhá, còn nguyên series các kiểu này, rất là vip luôn. Côn này. Đấy. Con này thì chạy chuông đồng tiền. Đấy các bác nhìn này, đến cái nhớt của cái mỡ bò của cái chuông đồng tiền này nó vẫn còn này, toàn bộ là chưa đổ xăng các bác nhá. Đấy, máy cực kỳ là đẹp luôn. Này thì về thì nó được trang bị công suất 51cc. Đây. Máy chưa đổ xăng nhá. Đấy, về thì mình có đổ xăng để vào nổ thử thôi. Chứ còn bên Nhật thì hoàn toàn người ta chưa đổ xăng. Con này thì cho các bác đi khai thác chuyên nghiệp nhá, thì rất là ngon. Trọng lượng của nó này, trọng lượng của nó rơi tầm cái đầu máy này rơi tầm trên 5kg. Đấy, làm xích vào rơi tầm 6,5kg. Được trang bị công suất lên tới 51cc, hàng Hitachi này chạy cực kỳ lợi xăng, rất là bền nhá. Đó. Này thì đây xe đi này. À, quá ngon luôn nhá. Lọc gió này. Chưa đổ xăng mà. Quá vip luôn. Đây, các bác nhìn những cái kim mà này, kim của ấy này. Kim của chế này. Đó, mới cứng luôn nhá. Đấy, chế Unbro này, chế này thì chạy cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu rồi. Đây nhá. Chưa có một vết nào mà gọi là mở ốc để vệ sinh nhá. Đó, đổ xăng vào phát là ăn ngay luôn đấy. Đây này, dây của nó cũng có chữ series, có số series của nó ở đây các bác nhá. Đó, series nhá, chưa thay thế một cái gì. Chưa động chạm gì nào, đây, phần công tắc này. Quá vip luôn. Có này thì máy thì có van xả áp luôn nhá. Đấy các bác nào mà mình đóng van xả áp này vào giật cực kỳ nhẹ nhá. À, quá đẹp. Chuông chuông này rất mới, chạy nhông đồng tiền này, chạy nhông đồng tiền. Con này thì quá vip luôn. Siêu vip luôn các bác nhá. Đó, thì con máy này thì về thì nó cái lam theo máy không hiểu tại sao lại ngắn như này. Ngắn như này nhá, thì đây cái lam chính xác là theo máy của nó ngắn như này, nó chỉ con này lam là 4 tấc mặt cắt nó 3 tấc rưỡi các bác nhá. Thì em cũng về em nhà em có một cái lam Hitachi, vì con máy này là máy lớn cho nên là các bác nên lắp cái lam này vào nhá. Nên lắp cái lam này vào, em sẽ thay cái lam dài cho các bác nhá. Lam này lam dài các bác này. Lam này của nó mặt cắt lên tới là 50. Lam mặt cắt lam của con này mặt cắt là đi đây mặt cắt là nó 45cm nhưng làm 50 nhá. Đó, đây này làm ngon đồng hoàng nhá. Đấy, con này thì xích này, xích mới cứng luôn. Rồi thì cả bộ như này thì giá của nó nhá, em báo giá chi tiết công khai là 2,7 triệu bao ship nhá, 2,7 triệu đã bao phí ship cho anh em. Đây ốp làm nó này chưa xài nhá, con này chưa đổ xăng nhá. Đó thì em vừa có đổ vài giọt xăng vào để test máy cho các bác thôi. Đấy, bao các bác là máy mới hoàn toàn nhá, thiếu thùng nhá, hàng thiếu thùng luôn. Đó, siêu vip luôn. Đây các bác nhìn những chi tiết nó để các bác biết rồi. Con này giảm giật của nó bằng lò xo, cực kỳ êm nhá. Buji này, buji này bằng khe luôn, buji NGK siêu vip. Siêu vip anh em nhé. Con này các bác mà mua về mình mà cắt khai thác tầm trung vanh gỗ tầm đường kính là 560 nhá, là các bác cắt con này phải nói là cực kỳ bền và lợi xăng cho bác nhá. Đấy, Hitachi siêu Unbro các kiểu, máy zin AZ luôn, chưa động chạm. Đây tất cả như con ốc nhá, chưa có động chạm tí nào nhá, vì là hàng không có thùng cho nên là mình vận chuyển đi hàng theo đường hàng bãi thì không tránh khỏi những cái vết xước này nhá. Đấy, vì là hàng nguyên nó chỉ cho vào cái giấy bóng thôi. Hàng đây là hàng đấu giá cho các bác nhé. Quá vip luôn, quá đẳng cấp luôn. Ok, đấy thì em có báo công khai, em sẽ thay cho bác cái lam dài này nhá, còn cái lam ngắn này các bác không nên đâu. Lam ngắn này nó ngắn hơn, nhìn nó cái máy nó 51cc lắp cái lam này vào nhìn nó hơi kỳ, cho nên em sẽ thay cái lam này vào. Lam này siêu đẹp rồi, đấy, rất là mới luôn, cũng là lam Hitachi các bác nhé. Đây em sẽ test nổ cho bác này, đóng van xả áp này vào. Đó. Đây giật này.
nói này phải nói là rất là lợi xăng nhá. Chạy dòng này thì có quá ngon rồi. Đây. Nhớt nhiếc đẹp nhá. À. Quá xuất sắc luôn. Đấy, giá công khai của nó là 2.700.000 là bao phí ship cho con hàng đấu giá nhá. Ok. Các bác nào muốn xài một con máy cưa mà xài nhá, siêu lợi xăng, siêu bền thì qua tham khảo con này nhá. Đấy, các bác nào mình riêng cái chế ăn đồ này các bác mua mới ngoài thị trường, anh em nào mà dùng hàng Thụy Điển anh em biết rồi. Rồi tầm 1.000.000, 2.000.000 cái chế này rồi các bác nhá. Chưa đừng có nói là ấy luôn. Đấy, mua mới hoàn toàn đấy nhá. Quá VIP luôn. Rồi ok. Bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cửa hàng là 0976 123 370 nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Xin chào tất cả mọi người.